Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy là một chiếc xe siêu phẩm trong những dòng xe siêu phẩm của Mercedes-Benz các bạn. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz Maybach GLS 480. Thì với cái ngoại hình của Maybach GLS 480 này, các bạn sẽ thấy không có khác gì nhiều so với lại Maybach GLS 600 hết. Với cái chiếc Mercedes-Benz Maybach GLS 600 bạn thì cái chiếc xe mà đầu tiên và duy nhất về showroom bên Duy các bạn thì cách đây khoảng 1 năm rồi. Và mãi đến bây giờ thì Mercedes-Benz Việt Nam mới tung ra cái phiên bản GLS 480 Maybach này với cái động cơ nhỏ hơn để giảm cái chi phí rất là nhiều so với lại cái phiên bản Maybach GLS 600 trước đây. Về phần ngoại hình thì các bạn sẽ thấy đây là cái phần đầu xe đặc trưng của những cái dòng xe Maybach. Thì nếu các bạn mình đã có tìm hiểu về mẫu xe Maybach bạn thì các bạn sẽ thấy là đây là những cái mặt nạ mà những cái ga lăng mà sập đứng nè. Đây là những cái ga lăng mà coi như là đặc trưng của những dòng xe Maybach, kể cả những dòng xe gầm thấp hoặc là gầm cao thì đều sử dụng một cái thiết kế này hết các bạn nha. Ở đây thì có một cái chữ Maybach, thì logo của chúng ta vẫn là cái logo ngôi sao ba cánh nằm ở trên nắp capo ha. Đó, và đặc biệt bạn những cái dòng xe Maybach á, thì các bạn sẽ thấy thông thường là sẽ được thiết kế rất là nhiều những cái chi tiết mà chrome để tăng thêm cái phần sang trọng cũng như là đẳng cấp của chiếc xe Maybach này ha. Điển hình là các bạn sẽ thấy đây. Đây là một cái dạng lưới được bọc bằng chrome rất là đẹp, rất là sáng luôn các bạn. Khi mà các bạn đi ngoài đường các bạn đảm bảo luôn là nó cực kỳ thu hút luôn ha. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là cái phần đèn xe của chiếc xe Maybach GLS 480 này thì vẫn là đèn multi-beam LED, sẽ giống như trên Mercedes-Benz GLS 450 của chúng ta, nó cũng sẽ không có khác gì hết ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe Maybach GLS 480 này với 4 ghế 4 chỗ ngồi thôi các bạn, nhưng mà cái kích thước của nó sẽ bằng cái GLS 450 với 7 chỗ ngồi, cho nên các bạn thấy ở trong của chiếc xe Maybach GLS 480 này nó cực kỳ rộng luôn. Ok, bây giờ đi sang bên hông một chút xíu nè các bạn, Duy sẽ cho các bạn xem. Các bạn thấy là đây là những cái giấy tờ của cái chiếc xe này cũng như là nguồn gốc của chiếc xe GLS 480. Thì đây là cái nước sản xuất nè các bạn. Các bạn thấy nè, Made in USA nè. Và đây là cái tên nhà máy ở bên Mỹ. Cái tên này bằng tiếng Đức các bạn, Duy không đọc bằng tiếng Đức, Duy không có đọc được. Nhưng mà nó là được ở bên Mỹ ha, nhà máy này ở bên Mỹ. Và cái chiếc xe này nó được sản xuất vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 nè. Đó, đây là cái thời gian mà coi như là final các bạn, là cái thời gian hoàn tất á, coi như là xuất xưởng của chiếc xe này á ha. Đó, cho nên nó rất là mới. Về tới Việt Nam là tháng 8 thì chỉ mất khoảng 4 tháng thôi là thông qua giấy tờ, thì nó cực kỳ mới luôn. Bởi vì cái chiếc xe này cũng về đầu tiên bên Duy các bạn. Đó, tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy nè, đây là những cái chiếc xe Maybach, cho nên lúc nào các bạn cũng sẽ thấy là cái cột chữ B nó sẽ có cái ốp bằng chrome ha, để tách biệt khoang trước với khoang sau ra. Ngoài ra cái khoang sau của chúng ta thì các bạn sẽ thấy nè, bằng cái kính màu đen ha, kính tối màu đen hết, cho nên là nó tạo cái cảm giác rất là riêng tư ở cái khu vực phía sau. Bởi vì là Maybach mà các bạn, lúc nào cái chủ nhân của chúng ta cũng muốn một cái sự riêng tư nhất định ha. Ok, ngoài ra các bạn Duy sẽ cho các bạn xem cái này nữa nè, rất là đặc biệt. Thật ra những cái chiếc xe Maybach GLS này thì bên Duy sẽ chùm lại thôi, nhưng mà với cái chiếc xe đó thì Duy sẽ kéo ra để mà quay cho các bạn xem. Đó, và cái chiếc xe Maybach GLS 480 này nó rất là đặc biệt luôn các bạn thấy nè, hai màu nè. Ở bên phía trên thì chúng ta sẽ được sơn bằng cái màu đỏ Rubilis, nhưng mà ở dưới là màu đen truyền thống. Đó, và cái điểm mà làm cho cái phần sơn xe này nó phải rất là đặc biệt các bạn là ở cái khu vực này. Đó, cái đường giáp mí nè các bạn. Cái đường giáp mí này Duy bảo đảm với các anh chị và các bạn luôn, hầu như là ở Việt Nam mình không thể nào mà làm được cái đường giáp mí này đâu. Và Duy đã từng thấy một cái xe của khách hàng các bạn là đem ra ngoài, hoặc là các anh chị đó sẽ chọn là sơn lại luôn, sơn lại cái chiếc xe hai màu giống như thế này. Nhưng cái đường giáp mí là các bạn, khi mà các bạn nhìn á thì các bạn sẽ thấy, khi mà các bạn sờ các bạn sẽ không thấy
không thấy là nó có một cái gân nổi, nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy cái gân nổi đó. Mình không thể nào mà sơn được giống như thế này đâu bạn, nhưng mà đối với cái sơn zin của trên chiếc xe này thì các bạn sẽ thấy nè, nó rất là sắc sảo luôn, rất là sắc sảo luôn các bạn. Không thể nào mà chúng ta làm được cái phần sơn như thế này đâu. Và với cái màu sơn này thì trên chiếc xe GLS 480 này các bạn phải trả hơn 1 tỷ đồng các bạn, bằng mua một chiếc xe khác nữa luôn á. Đó, cho nên nó rất là ấn tượng. Đây là cái phần mâm xe ha. Thì với cái bộ mâm của chiếc xe Maybach GLS 480 này thì sử dụng là mâm 22 inch, thông số lớp là 285/45R22, và lớp xe này của chúng ta các bạn là lớp xe MOS, có nghĩa là đây là lớp xe thai fit, nhưng mà cái lớp xe này nó sẽ đặc biệt hơn cái lớp thông thường một chút xíu, là nó có cái chất liệu để cách âm các bạn. Đó, cho nên là cái Duy nghĩ là cái lớp xe này khi mà chúng ta lăn bánh ngoài đường á, nó sẽ êm ái và đỡ có tiếng ồn hơn so với những cái loại lớp thông thường. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đây là cái bộ mâm của chiếc xe GLS 450 nè. Thì với cái bộ mâm này các bạn đã thấy rất là nhiều rồi các bạn ha. Đó, thì cái mâm GLS 450 thì là mâm 21 inch thôi nha, trong khi Maybach của chúng ta là mâm 22 inch, nhìn nó sẽ to hơn cũng như là hầm hố hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ đi ra phía sau một chút xíu các bạn nha. Thì đối với cái chiếc xe Maybach các bạn thì các bạn sẽ những cái tính năng chẳng hạn như là cảm ứng lốc cửa, hoặc là đá cớp, hoặc là cửa sổ trời, hay là những cái option đó các bạn thì không cần phải nói nữa, bởi vì hiển nhiên trên những chiếc xe Maybach của chúng ta là sẽ có những cái tính năng này rồi đó. Và một điều nữa các bạn, thì cái chiếc xe Maybach GLS 480 này nó sẽ khác gì so với lại GLS 450, thì Di sẽ cho các bạn xem nè. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái đèn hình tam giác nè. Đó, thì đây là cái tính năng cảnh báo điểm mù. Ngoài ra thì cái chiếc xe GLS 480 này các bạn, thì nó có nguyên một cái bộ tính năng hỗ trợ lái dành riêng cho các chiếc xe Maybach này các bạn. Ngoài tính năng mà cảnh báo điểm mù thì chiếc xe chúng ta còn có cảnh báo làn đường nè, rồi hệ thống mà giữ khoảng cách cho xe phía trước nữa, tính năng Disconnect ha, rất là nhiều những tính năng an toàn. Thì với những tính năng an toàn này thì hỗ trợ lái này nó sẽ giống như trên Maybach GLS 600 luôn, cũng không có khác gì. Bây giờ Di sẽ mở cái cửa ra cho các bạn xem nè. Đó, đây là một cái điểm coi như là rất là hay, cũng như là rất là ấn tượng đối với những khách hàng bên Di cho cái chiếc xe Maybach GLS này, ở cái phần bệ bước nè các bạn. Cái bệ bước của chiếc xe Maybach các bạn thấy nè, nó được thiết kế rất là to. Rất là to luôn. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ to hơn ở cái phía sau. Các bạn thấy không? Ở chỗ này thì Di nghĩ nó khoảng hơn 2 tấc luôn, nhưng mà nó sẽ được vuốt nhỏ lại cho cái phần ở phía trước. Và cái bệ bước này các bạn thì nó sẽ chịu một cái tải trọng lên đến là hơn 160kg, cho nên là nó rất là cứng luôn các bạn. Đó, ngoài ra thì khi mà Di đóng cái cửa lại nè, thì các bạn sẽ thấy là cái bệ bước này nó sẽ được gấp vào trong luôn mà rất là êm ái luôn. Đó, ngoài ra ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái logo Maybach trên cái bệ bước nữa. Thì cái bệ bước này nó không có đơn thuần là một cái bệ bước bình thường các bạn, mà nó có thể nói gọi là một cái điểm mà trang trí làm cho chiếc xe của Maybach của chúng ta thêm một cái phần sang trọng hơn rất là nhiều ha. Ok, tiếp theo nữa thì Di sẽ cho các bạn xem cái thông số của lớp sau một lần nữa nha, để cho các anh chị các bạn nào mà quan tâm đến kích thước của lớp thì các bạn biết ha. Cái lớp sau thì cái bảng bề hông nó sẽ to hơn một chút xíu. Ok, nó là 325/40R22, có nghĩa là phía sau của chúng ta nó rộng tới 325, rất là rộng. Các bạn sẽ thấy là cái mâm xe của chiếc Maybach này hiện tại bây giờ nó đang còn thiếu cái nắp chụp mâm, bởi vì là cái nắp chụp mâm này bên Di sẽ để ở bên trong của chiếc xe, để khi trong trường hợp là bên Di giao xe, bên Di sẽ lắp cho khách hàng, bởi vì cái nắp chụp mâm này nó khá là đắt tiền luôn các bạn, rất là đắt tiền luôn nha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu. Thì về phần phía sau này thì các bạn sẽ thấy là chiếc Maybach GLS 480 này nó y chang như Maybach GLS 600 thôi. Tất cả mọi thứ hầu như bên ngoài đều giống nhau hết, ngoại trừ bộ mâm. Nhưng mà nó sẽ khác gì so với lại cái GLS 450, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái chi tiết màu rơm nè. Nhưng mà GLS 450 của chúng ta thì không có. Đây các bạn thấy không? Ngoài ra thì Oppo của chúng ta là Oppo được chia đôi.
đối xứng hai bên chia đôi, cũng như là cái hơi nóng nó được đi thoát ra từ cái ống bô này luôn. À, nhưng mà GLS 450 của chúng ta thì đây là một cái chi tiết ốp bô thôi, và hơi nóng của bô nó sẽ đi xuống dưới đất ha, nó sẽ khác một cái điểm nhỏ như vậy đó. Còn lại thì chúng ta sẽ thấy cũng không có khác gì nữa ha, giống nhau, và gần như là giống nhau. Ok, bây giờ Di sẽ mở cái cốp cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy là Maybach GLS 480 này nó sẽ khác với là Maybach GLS 600 là chúng ta sẽ không có cái chi tiết tủ lạnh ở phía sau, cho nên là cái phần cốp sau của chiếc xe này nó sẽ rộng rãi hơn các bạn ha. Đó, thì thực ra với cái chi tiết tủ lạnh này các bạn Di nghĩ là rất là ít khi sử dụng. Đó, và thông thường thì khách hàng các bạn sử dụng cái chiếc xe này để đi đánh góp á, cho nên là Di nghĩ là cái việc mà không có tủ lạnh này sẽ thuận tiện hơn cho vấn đề mà chúng ta để túi góp được nhiều hơn ha. Ok, đây là cái nắp chụp mâm nè các bạn, bốn cái nắp chụp mâm là Di để ở bên trong này ha, các bạn thấy nè, nó rất là đẹp. Ở đây nè, được bọc lại rất là cẩn thận luôn, các bạn thấy không, sợ nó chảy á. Các bạn thấy nè, Maybach nè. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ gắn vào thôi. Cái chi tiết này nó bằng nhựa các bạn nha, chứ không phải là bằng kim loại. Nhưng mà các bạn thấy không, nó rất là sắc sảo, rất là đẹp. Ok, bây giờ Di sẽ gói lại để ở đây. Tiếp theo nữa các bạn, đây là những cái dụng cụ đi theo xe của chiếc xe Maybach GLS 480 này. Các bạn sẽ thấy đây là một cái máy tính bảng để chúng ta điều khiển cho cái hàng ghế ngồi phía sau á ha, giống như những dòng xe S-Class bây giờ. Hai cái tai nghe nó sẽ nằm ở đây, dắt kết nối nước hoa Agawood cho cái chiếc xe của chúng ta, bởi vì xe chúng ta được trang bị cái hệ thống xịt nước hoa thông minh. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy một cái nắp nhựa này là cái gì các bạn biết không? Cái nắp nhựa này á các bạn, là để trên xe, để trong trường hợp mà chúng ta cần tháo cái bánh xe ra các bạn, chúng ta phải tháo cái nắp chụp mâm này nè. Đó, thì cái nắp chụp mâm này sẽ sử dụng cái nắp nhựa này để chúng ta tháo ha. Đó, tại vì bên ngoài sẽ không có cái nắp nhựa này đâu, mọi người sẽ không có thể nào mà mở được cái bánh xe đó để mà vá lốp, cho nên là cái nắp nhựa này cũng rất là quan trọng trên chiếc xe này. Ok, bây giờ Di sẽ để lại ở đây ha. Thảm sàn theo xe các bạn, thảm sàn theo xe trên chiếc xe Maybach đó, nó cũng sẽ khác so với những cái mẫu xe khác ha, là cái thảm của chúng ta nó dày hơn đó, phần nhung này được thiết kế rất là dày, rất là êm. Đó, thì chỉ tiếc một điều các bạn là cái trên cái bộ thảm này nó không có để cái chữ Maybach. Nếu mà có để cái chữ Maybach nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều ha. Một cái hộp quà đi theo xe, túi y tế, sách hướng dẫn sử dụng. Ok, như sẽ để gọn gàng ở đây. Và một điều nữa các bạn là chiếc xe của chúng ta chắc chắn nó sẽ không có cái lớp xe dự phòng ha. Không có lớp xe dự phòng. Ở dưới đây nó là một cái cốp để đồ một vài cái dụng cụ để mà chúng ta vá xe rồi móc kéo xe thôi, nó sẽ không có cái lớp xe dự phòng giống như chiếc xe GLS 450. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì là chiếc xe Maybach của chúng ta được trang bị tới tổng cộng là 26 loa đó, cho nên là cái phần khu vực dưới này nè bạn được trang bị những cái loa sub nữa, cho nên là không có để được cái lớp xe dự phòng ha. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái cốp lại, cũng như là mời các bạn vào và bên trong nội thất của chiếc xe này. Và bây giờ thì Di đang ngồi trong khoang lái của chiếc xe Maybach GLS 480 này các bạn. Thì với cái nội thất của chiếc xe Maybach GLS này thì các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều, hầu như là đa phần chỗ nào cũng sẽ được bọc bằng da nắp ba rất là cao cấp luôn các bạn. Đó, nó rất là khác so với nội thất của chiếc xe GLS 450 bên kia ha. Đó, những cái chi tiết ở trên táp lô này các bạn vẫn thấy được bọc bằng da nắp ba luôn. Những cái tay nắm cửa chỗ này cũng vậy ha. Hầu như là chỗ nào các bạn cũng sẽ được coi như là bọc bằng da rất là cao cấp luôn. Ngoài ra thì trần xe của chúng ta được bọc bằng một cái sợi là Dynamica. Thì với cái sợi Dynamica này thì hầu như chỉ được trang bị trên những cái dòng xe mà được trang bị cái hệ thống mà nội thất mở rộng các bạn, exclusive mở rộng. Đó, hiện tại bây giờ bên Di là chỉ có là
S450 Luxury nè, Maybach nè, những cái dòng xe Maybach thì mới được trang bị cái phần nội thất cao cấp như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy là ghế da của chiếc xe GLS 480 này được bọc bằng da nắp 3 hết luôn nè, và trên ghế thì được đục lỗ ha, bởi vì là chiếc xe của chúng ta có cái tính năng là thông gió làm mát và làm nóng cho cái bốn cái ghế luôn các bạn, bốn cái ghế ngồi luôn ha. Tay lái của chúng ta thì được bọc bằng gỗ piano màu đen bóng ha. Ở đây có một cái chi tiết là một cái chữ Maybach, nó cũng sẽ khác so với lại cái tay lái của chiếc xe GLS 450 đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở trên vô lăng nó sẽ có thêm những cái nút bấm như thế này. Ở đây nó có hai cái nút bấm này, là hai cái nút bấm để mà chúng ta cài đặt cái khoảng cách chiếc xe của chúng ta với cái chiếc xe đó vậy các bạn, để mà xe chúng ta sẽ giữ khoảng cách trong trường hợp mà chúng ta đi cao tốc á, thì nó sẽ an toàn hơn và rất là nhàn cho cái người lái ha. Đây là tính năng Disconnect, một cái tính năng mới mà hầu như là những cái chiếc xe cao cấp gần đây bên Di mới được trang bị cái tính năng này ha. Tiếp theo nữa các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác ở đây là cái hệ thống hiển thị thông tin kính chắn gió. Thì với cái hệ thống hiển thị thông tin kính chắn gió này, thì đối với cái chiếc xe GLS 450, chúng ta muốn các bạn chúng ta phải đặt order trước ha thì mới có, còn không nó sẽ không có tiêu chuẩn đi theo xe đâu. Đó, một cái điểm mà đặc trưng nữa của những dòng xe Maybach, chỉ những cái dòng xe Maybach mới có thôi các bạn, là đây cái chi tiết gỗ nè. Cái chi tiết gỗ màu đen này thì các bạn sẽ thấy là không phải là đa phần những xe bên Di có đâu, mà chỉ những cái mẫu xe Maybach mới có thôi. Và các bạn sẽ thấy những cái đường viền nè màu trắng nè, đây là cái chi tiết sơn mài ha, được khẩn ở trên cái phần gỗ đen piano này, làm cho cái chiếc xe Maybach của chúng ta nó cực kỳ sang trọng luôn đó. Và các bạn nhớ nha bạn, với cái chi tiết gỗ này thì chỉ có trên cái chiếc xe Maybach mới có thôi đó. Và các bạn mà mua những cái mẫu xe khác mà các bạn muốn tùy chọn cái gỗ này, hầu như cũng sẽ không có, không được luôn nha đó. Ngoài ra thì cái phần màn hình giải trí này thì nó cũng sẽ không có khác gì so với lại cái chiếc xe GLS 450 hết, vẫn là cùng một cái hệ thống giải trí thôi. Nhưng mà cái hệ thống âm thanh của cái chiếc xe Maybach GLS 480 này, nó cho một cái hệ thống âm thanh cao cấp hơn rất là nhiều đó. Và GLS 480 được trang bị tổng cộng là 26 loa và công suất là lên đến là 1610W đó. Với cái hệ thống âm thanh này thì Di nghĩ là những anh chị nào mà thích nghe nhạc hoặc là cực kỳ khó tính về âm nhạc thì cũng sẽ bị thuyết phục bởi cái hệ thống âm thanh Boommaster 26 loa này ha. Và các bạn nhớ ha, chỉ có những cái dòng xe rất rất là cao cấp mới được trang bị cái hệ thống âm thanh này thôi đó. Các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ khác nè ha, điểm nhận dạng giữa 26 loa với lại 13 loa trên chiếc xe GLS 450 là các bạn sẽ thấy nè, ở đây có một cái loa có đèn nè ha, ngoài ra trên trần xe nó cũng có nữa. Rất rất là nhiều những cái chi tiết loa được ốp xung quanh chiếc xe này hết ha. Ngoài ra thì những cái chi tiết nhỏ cho các bạn xem nè bạn, ở đây nó cũng có một cái bệ tựa tay có cái logo Maybach nè. Còn lại thì về hệ thống lái, hệ thống treo xe nó cũng sẽ giống như trên GLS 450 thôi, cũng không có khác gì nhiều. Trong cốp này thì sẽ có một cái chỗ để chúng ta lắp nước hoa thông minh nè. Ok, thì bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau để mà trải nghiệm cái hệ thống coi như là ghế thương gia của chiếc xe Maybach GLS 480 này. Thật tình luôn các bạn, với cái bệ bước của chiếc xe GLS 480 này nó quá là tuyệt vời luôn. Và Di nghĩ là đối với những ông bà mà lớn tuổi của chúng ta các bạn thì rất là cần những cái bệ bước như thế này. Đối với chiếc xe GLS 450 các bạn, nó không có dễ lên đâu, bởi vì cái bệ bước của chúng ta là bệ bước cố định và nó cũng khá là cao. Nhưng mà bệ bước của trên chiếc xe 480 này các bạn, nó được hạ thấp xuống và nó được rất là rộng luôn, cho nên là cái cảm giác mà khi chúng ta bước lên trên cái bệ bước của chiếc xe nó rất rất là chắc chắn đó. Và Duy nghĩ là cái bệ bước này nó rất rất là cần thiết đối với lại gia đình chúng ta mà có ông bà ha, ông bà lớn tuổi, rất là hợp lý luôn đó. Không đơn giản là một cái bệ bước nữa mà nó còn là một cái chi tiết rất rất là sang trọng nữa các bạn. Về phanh sau thì các bạn sẽ thấy là GLS của chúng ta, đặc biệt là cái hàng ghế sau cùng này, đây là cái hàng ghế thương gia. Có nhiều anh chị đi ra bên ngoài để độ cái ghế giống vậy nè bạn, nhưng mà thật sự các bạn, nó không thể nào mà chi tiết được giống như thế này và sắc sảo như thế này đâu. Đó, các anh chị mà có độ bên ngoài rồi, các anh chị sẽ biết được, khi mà nhìn vào cái bộ ghế này thì các bạn sẽ thấy rất rất là khác so với lại cái bộ ghế mà các anh chị đã trang bị ở bên ngoài ha.
đó. Và cái ghế này các bạn nó ngã được 43,5 độ, có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi vào vị trí ghế này các bạn, nó cho một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là êm ái luôn. Đó, và Duy nghĩ là với cái ghế này các bạn, các anh chị mà đi 5 tiếng 7 tiếng ha, trên đường trên chiếc xe GLS 480 này thì các anh chị cảm thấy không hề có sự mệt mỏi luôn. Đó, và ngoài ra các bạn sẽ thấy nè, cái khu vực này, cái ghế ngồi nè, các bạn thấy không? Cái khu vực ốp gỗ nó được sẽ ốp quanh cái ghế này, cũng như là đèn LED nó sẽ được bao quanh cái ghế luôn. Đó, nó rất là sang trọng, các bạn thấy nó rất là giống trên cái khoang hạng thương gia trên chiếc máy bay đúng không bạn? Đó, những cái chi tiết ốp gỗ chỗ này nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó, logo Maybach nè, khu vực này cũng vậy. Thì cái khu vực này thì các bạn cũng không có để đồ gì được đâu nha. Bởi vì là ở đây là một cái chi tiết gỗ bóng, các anh chị để đồ trên này thì có thể làm xước gỗ hoặc là nó trơn á, không không thể để đồ được các bạn. Đó, chỉ là một cái chi tiết mà trang trí nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều thôi. Ở phía sau gối đầu này thì chúng ta sẽ có hai cái loa nữa. Đó, thì cho cái trải nghiệm mà âm thanh nó sẽ ở cái vị trí ghế ngồi này là nó rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì với hệ thống âm thanh này chúng ta có thể chọn nhiều chế độ các bạn. Đó, nếu mà chúng ta mà thường xuyên mà ngồi ở phía sau á, thì các bạn có thể chọn được cái âm thanh mà nó hay nhất ở khu vực phía sau, hoặc là những ông chủ mà thích lái xe á, thì có thể là chọn cái khu vực âm thanh ở hàng ghế trước ha. Đó là những cái tính năng mà khi mà các anh chị mà đến đến trực tiếp showroom bên Duy các bạn, thì Duy sẽ mời các anh chị trải nghiệm cái tính năng này. Ngoài ra thì tiếp theo là các bạn sẽ thấy ở bên trong này các bạn, nó sẽ không có cái tủ lạnh nha, không có tủ lạnh. Đó, hồi nãy Duy cũng đã cho các anh chị các bạn xem rồi, chỉ để đồ được thôi. Đó. Maybach thì chúng ta không thể nào thiếu cái bàn gấp nè. Đối với những cái mẫu xe mà đối thủ của GLS Maybach này các bạn, thì chẳng hạn như là Range Rover có thể sử dụng cái chi tiết ốp bằng cái bàn gấp bằng điện chỗ này, nhưng mà Duy nghĩ là không phải lúc nào điện cũng sẽ tốt hơn các bạn, bởi vì là chi tiết bằng điện á, thì các bạn biết rồi, nó sẽ không thể nào nhanh được hết, nó sẽ đi lên từ 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 ha. Nhưng mà đối với cái chi tiết mà gập bằng cơ như thế này thì nó rất là cơ động các bạn, rất là cơ động luôn. Đó, thì thực ra là Duy vẫn thích cái bàn gấp bằng bằng cơ hơn là so với bằng điện. Thực ra là có nhiều cái tính năng mà chúng ta cần chỉnh bằng điện hoặc là nó tốt hơn, hoặc là có nhiều chi tiết chúng ta chỉnh bằng cơ nó cũng sẽ tốt hơn các bạn. Đó, chẳng hạn như cái màn hình này. Đó, chúng ta cơ động, các bạn thấy không? Rất là cơ động. Đó, tại sao? Có nhiều anh chị khách hàng nói là sao cái màn hình này nó không chỉnh điện được. Đó, thì nó sẽ cơ động hơn rất là nhiều. Chỉ có cái màn hình bên này mới chỉnh điện theo cái ghế này thôi, bởi vì là chúng ta thường xuyên mà ông chủ chúng ta hay ngồi cái vị trí ghế này thì có thể là không có chồm lên được để chỉnh cái màn hình, thì cái ghế này nó, cái màn hình này sẽ chỉnh cùng với cái ghế, lúc nào nó cũng sẽ thẳng lên như thế này hết. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết để chúng ta để một cái tablet, một cái máy tính bảng ở đây ha. Thì khi chúng ta để vào nó sẽ tự động sạc cái máy tính bảng luôn. Ngoài ra thì máy tính bảng này các bạn sẽ nhìn thấy nó cũng sẽ y chang nhìn trên cái màn hình này luôn các bạn. Đó, nó y chang, hiển thị y chang trên cái màn hình này luôn, để mà chúng ta có thể là điều khiển cái tính năng tất cả những cái tính năng của chiếc xe luôn các bạn, thông qua cái màn hình này, chứ không cần phải nhờ anh tài xế, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta đang nằm á thì chúng ta không cần phải chồm lên để chúng ta chỉnh nữa ha. Đó, đây là một cái chi tiết, thật ra là nó là một tính năng tiện nghi hơn rất rất là nhiều. Chi tiết sạc điện thoại không dây nó sẽ được để ở vị trí này. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái jack sạc Type-C nằm ở vị trí này luôn các bạn. Tiếp theo nữa thì ở vị trí này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chỗ để làm nóng và làm mát cốc nè. Ở phía trên cũng vậy luôn các bạn, hồi nãy Di sẽ quên giới thiệu cho các bạn ha. Khi mà chúng ta bấm vào cái đèn màu xanh á, là nó sẽ làm lạnh nè, bấm vào cái đèn màu đỏ nó sẽ làm nóng. Và với cái tính năng làm nóng làm mát cốc này, nó sẽ thích hợp trong trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái ly cà phê bằng giấy ha, thì nó sẽ hiệu quả hơn ha. Ok, khu vực chỉnh máy lạnh thì ở chỗ này. Ok, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở trên cái cửa này chúng ta nó sẽ có thêm cái tính năng là làm mát nè và làm nóng cho ghế nè, thì cả bốn ghế của chúng ta đều có cái tính năng này hết ha. Đó, cửa sổ trời của chúng ta vẫn là cửa sổ trời toàn phần giống như là GLS 450, nhưng các bạn sẽ thấy ở trên trần này nó sẽ có một cái đường LED dọc hai bên nè. Nhưng mà GLS 450 của chúng ta sẽ không có cái chi tiết này. GLS của chúng ta cũng không có một cái chi tiết mà móc áo bằng chrome như thế này các bạn, một cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này thôi các bạn, nhưng mà nó rất là sang ha, rất là hay. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn
xem cái phần động cơ của chiếc xe GLS 480 này nó có khác gì so với là GLS 450 hay không ha. Và đây là động cơ của chiếc xe GLS 480 Maybach, nó cũng sẽ không khác gì so với lại GLS 450. Các bạn cũng sử dụng động cơ 6 máy thẳng hàng 3.0 lít, 367 mã lực cùng với cái hộp số tự động 9 cấp. Ngoài ra thì với cái động cơ xăng truyền thống này thì chúng ta còn có một cái động cơ điện 48V giúp cho chiếc xe của chúng ta tăng tốc mượt mà hơn cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, thì để nói về hết tất cả những cái tính năng trên chiếc xe Maybach GLS 480 này thì thực sự nó quá là dài đi, cho nên là bây giờ Di xin được phép tạm dừng video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc chiếc xe GLS 480 này thì Di có thể mời các anh chị đến showroom bên Di để trải nghiệm và Di sẽ tư vấn cặn kẽ hơn về mẫu xe này. Ok, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.